cỡ. Sai rồi. Bạn nói đi, bạn làm gì? Hiện tại là công việc chính của mình là nghề tóc ạ. Cây kéo hồi nãy mà đưa dần dần về hai chị em mình đúng không đó. Rồi trời ơi, cây kéo. Phải đâu, nhưng mà bạn gì mà tới hay tiếp xúc đó. Với người thất tình thì chắc là bạn tiếp xúc với tông đơ nhiều hơn. Thất tình ta đi cạo đầu không? Sao cái này rất có lý, nhưng bây giờ suy luận mới ra có nghĩa là bạn này cầm cái kéo. Không, nhưng mà lúc đầu mình không để ý. Cái lúc mà bạn tỉa, những cái lá bạn tỉa rất là chuyên nghiệp. Và rất là nhanh nhẹn. Chính xác. Vậy là công việc chính của bạn hiện giờ là tạo mẫu tóc. Dạ đúng ạ. Sắc màu có nghĩa là màu nhuộm. Sắc màu nhuộm màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Đúng rồi. Trời ơi, gương thì đúng rồi, nhuộm tóc là thấy liền cái gương. Thật ra thì cái từ khóa thất tình nó rất là rõ ràng luôn. Nhưng vấn đề là tại vì mình không có chuyên về cái lĩnh vực đó, cho nên là mình không có thể nào hình dung ra được. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn tạo mẫu tóc cho những khán giả của chúng ta ngày hôm nay của bạn Anh Khoa. Là điêu luyện của bạn Phạm Kỳ Anh Khoa. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại ba chàng trai của chúng ta nhé. Xin mời. Và bây giờ trước khi đến với thử thách tiếp theo, trò chơi và ngôi sao may mắn, chúng ta phải chọn lựa cho mình một người đồng đội đó. Mà đặc biệt là một trong ba người này chỉ có một người đang giữ ngôi sao may mắn. Nếu như ai chọn được người có ngôi sao may mắn thì sẽ nhận được một phần quà rất dễ thương của chương trình. Và nếu như chiến thắng ở vòng này thì khách mời sẽ đem về cho mình được 10 điểm. Lan nghĩ là để đảm bảo cho cái bao tử của mình thì Lan sẽ chọn bạn bán đồ ăn online Duy Khoa. Còn chị Tri không cần nói, tiến thẳng về luôn. Gương mặt đầy giác quan nào. Nín thở. Trời ơi, chị làm gì luôn nè. Dễ sợ thiệt. Chị ơi, hãy chừa anh Đức lại cho em. Chừa anh Đức lại cho em. Chắc chắn là chị sẽ không chọn anh Đức. Vậy thì chị hãy chọn anh Khoa. À đúng rồi, chọn anh này đó. Đó, anh này đó. Rồi, hai chàng trai tên Khoa đã được lọt vào mắt xanh của hai bà chế. Anh Đức là của em. Còn anh Đức là của em. Vâng, như vậy là họ đã sẵn sàng. Nhưng trước khi bước tới thử thách, chúng ta hãy cùng người dây leo trong vòng ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác Quan thứ 6. Vâng, và đây là một thử thách được mang tên là Quán Ăn Đại Chiến. Wow. Ở đây chúng tôi có rất nhiều món ăn. Ví dụ như tôi đây có món này, bún gạo xào thập cẩm. Đó, nhà là tiền. Mình phải kiếm liền. Thí dụ thôi. Thí dụ thôi. Mình kiếm xong cái mình dơ lên, mình đưa cho cái ông này, ông phải chạy lên nào kia. Và bây giờ vòng 3 xin được phép bắt đầu. Đây, chả cá thác lát. Dạ. Món đó ngon không anh? Trời ơi, lên món. À, lên món rồi, chả cá thác lát. Thôi giờ em gọi ốc len xào dừa nha. Ốc len xào dừa. Thôi em. Trời ơi. Ốc len xào dừa, tiếp tục nè. Bên em lên món rồi. Đậu hũ nước gián các bạn mới ơi. Mới ra đậu hũ nè. Cho tôi biết đậu hũ nước gián rồi. Em thèm cá thu sốt cà. Đây. Tiếp bạn mày.
con sức gà mà đưa cá kèo kho rau răm trả lại nè. Bún đậu mắm tôm. Chơi tao làm nhanh tay rồi dịch kinh nhiều. Em đẹp con hấp nút dừa quá à. Tiếp nè, sương sao chua ngọt. Mơ đây. Bao nhiêu vậy đây? Rất hợp lý. Rồi. Phần thắng thuộc về đội của Khánh Chi. Xin chúc mừng. Với đôi tay điêu luyện bóp bóp liên luyện. Và chị Khánh Chi đã đem về cho đội của mình 10 điểm. Trước khi chúng ta công bố chiến thắng chung cuộc thì tôi xin được phép tìm ngôi sao may mắn. Bắt đầu. Trời, sao cười kỳ vậy em? 3 2 1 Không gì cả. Bạn kia bạn số 1, anh Đức giữ may mắn. Anh Đức giữ rồi. Trời ơi, anh Đức ơi. Và tổng kết 3 vòng thì Khánh Chi đã đem về cho mình 30 điểm. Xin chúc mừng. Còn chị Ngọc Lan đem về cho mình 10 điểm. Xin chúc mừng. Trời ơi, nó chênh lệch dễ sợ luôn. Số điểm quá hết sức là chênh lệch đó mà. Và số điểm đó cũng mang về cho chị Khánh Chi 10 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, thật sự là trong cái chương trình này chúng tôi cố gắng thử thách làm sao để khách mời nữ có thể chứng minh được là phái nữ giác quan thứ 6 của họ rất mạnh. Và càng ngày tôi càng tin. Không biết quý vị có đang tin hay không? Quý vị có thể gửi cho chúng tôi biết những cái câu chuyện mà liên quan tới giác quan thứ 6 để tôi hoặc già có thể kể ở trên đây ạ. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi. Đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.